Ca sĩ Hà My, tin cũ Hoài Linh đòi đưa sự thật ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng ra ánh sáng. Trong cuộc đại chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lao Vôi với nghệ sĩ Việt, người được bà nhắc đến nhiều nhất chính là nghệ sĩ Hoài Linh. Theo bà Phương Hằng, nam danh hài có liên quan đến câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Thậm chí, bà chủ Đại Nam còn tố Hoài Linh chỉ giả vờ sống tằn tiện, giản dị để che giấu cuộc sống vương giả ngoài đời. Để chứng minh lời nói của mình, nữ đại gia tuyên bố đang nắm trong tay nhiều bằng chứng và chỉ đợi phía Hoài Linh lên tiếng sẽ phơi bày tất cả. Tuy nhiên, đáp trả những lời chỉ trích nặng nề của nữ đại gia, danh hài lại chọn sự im lặng. Cho tới mới đây, ca sĩ Hà My, người tình cũ tự nhận là vợ chưa từng công khai của danh hài Hoài Linh, đã lên tiếng giữa ồn ào của nam nghệ sĩ và bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, tình cũ Hoài Linh đã tiết lộ phản ứng của nam danh hài khi tâm sự cùng bà về chuyện ồn ào với đại gia Nguyễn Phương Hằng. Ôi sao đêm dài khó an giấc vì suy nghĩ, rất đắn đo khi quyết định việc này, nhưng đã đến hôm nay rồi thì phải lên tiếng. Cho dù anh, ở đây là nghệ sĩ Hoài Linh, người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận. Ca sĩ Hà My tâm sự. Người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh, theo nguyên văn Facebook Hà My viết, còn cho biết, cô không thể để chồng mình chịu đựng nỗi đau âm thầm mỗi ngày khi mà liên tục bị người khác nói nặng. Ca sĩ Hà My cho biết, danh hài Hoài Linh có nhắn nhủ rằng mình không sai nên không lên tiếng, và không lên tiếng cũng không phải vì sợ hãi. Đồng thời, nam danh hài có nói với tình cũ rằng sẽ có ngày gặp trực tiếp và nói mọi chuyện rõ ràng với bà Nguyễn Phương Hằng. Không đành lòng nhìn tình cũ đối mặt với những nỗi oan ức, ca sĩ Hà My cho biết cô quyết định sẽ livestream nói rõ sự thật mọi chuyện phía sau ồn ào giữa danh hài Hoài Linh và bà Nguyễn Phương Hằng. Nữ ca sĩ cho biết có thể việc làm này của cô sẽ khiến danh hài Hoài Linh nổi giận từ mặt, nhưng vẫn bất chấp tất cả để nói lên sự thật, nỗi lòng của mình. Cuối bài viết, ca sĩ Hà My còn nhận mình là người vợ chưa từng công khai của danh hài Hoài Linh. Hành động của ca sĩ Hà My nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người ủng hộ cho rằng bà có quyền được nói hộ tiếng lòng cho tình cũ Hoài Linh. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lại hoài nghi cho rằng ca sĩ Hà My đang mượn ồn ào của tình cũ để nổi tiếng, gây sự chú ý. Ca sĩ Hà My sinh năm 1968 và được công chúng biết đến nhiều hơn sau khi công khai chuyện tình hẹn hò trong quá khứ với danh hài Hoài Linh. Theo nữ ca sĩ, khi cô mới 14 tuổi đã lọt vào mắt xanh của danh hài Hoài Linh. Tuy nhiên, đó chỉ là mối tình đơn phương từ phía nam danh hài. Đến năm Hà My 16 tuổi, danh hài Hoài Linh mới dám thổ lộ tình cảm. Nhưng thật trái ngang, thời điểm đó, nam danh hài đã lấy vợ bên Mỹ. Chính vì vậy, mối tình của cả hai chỉ âm thầm kéo dài được 2 năm và chia tay trong đau khổ dằn vặt. Kể từ đó, cả hai cũng ít nhắc đến tên nhau trong sự nghiệp. Phải đến vài năm gần đây, Hà My mới thoải mái hơn trong mối quan hệ với tình cũ Hoài Linh. Mở đầu là chuyện tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, nhưng vụ lùm xùm ngày càng đi xa hơn khi bà Nguyễn Phương Hằng liên tục nhắc tên, thậm chí chửi mắng xối xả cả giới nghệ sĩ Việt trong livestream. Drama nối tiếp drama này nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, dẫn đến việc nổ ra hàng loạt những ý kiến trái chiều. Không chỉ nhắc tên nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng cùng phát ngôn đám nghệ sĩ gây tranh cãi, bà Phương Hằng còn đấu tay đôi với cựu người mẫu Trang Trần và đỉnh điểm là tuyên bố cấm cửa tuyệt đối với nghệ sĩ đến khu du lịch Đại Nam.